Các bạn thân mến, Sách Tinh Gọn luôn mong muốn mỗi ngày sẽ mang đến cho các bạn những bài học thật hay và ý nghĩa rút ra từ các cuốn sách bổ ích. Hãy đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video của Sách Tinh Gọn. Hôm nay, Sách Tinh Gọn xin được giới thiệu với các bạn 18 bài học rút ra từ cuốn sách Đắc Nhân Tâm của tác giả Dale Carnegie. 1. Tự đặt mục tiêu cho mình. Nhà triết học thế kỷ 19 người Đức Friedrich Nietzsche đã viết rằng đánh mất mục tiêu chính là bạn đang đánh mất đi hướng đi của mình. Vì vậy, bạn nên xác định rõ ràng mình là ai và cái đích mà bạn đang hướng tới là gì. Từ đó, hãy làm hết sức mình để hoàn thiện bản thân. Bạn cũng đừng nên bằng lòng với việc chỉ chống chọi cuộc sống này một cách đơn thuần. Bạn cần phải tập trung mình vào những thành quả cần đạt được, không phải chỉ là sự ngợi khen bình thường của người khác. Để ngày càng tiến bộ hơn thì bạn nên biết chắc chắn bản thân bạn phải có sự thay đổi nào đó. Vì thế mà người khác sẽ nhìn nhận bạn là một con người nghiêm túc và sống có mục đích. Eliot, một nhà thơ người Mỹ, cũng đã từng nói với chúng ta rằng chỉ có những ai mạo hiểm đi xa mới có thể phát hiện ra họ có thể đi được bao nhiêu xa. Cũng tương tự như vậy, nhà văn Washington Irving đã viết, những bộ óc vĩ đại có mục đích của họ, còn những kẻ khác thì chỉ có ước muốn mà thôi. 2. Biết ưu tiên. Bạn hãy xác định những gì là hữu ích đối với mình và thực hiện chúng. Dù cho chúng có khó đến đâu thì bạn cũng nên cố gắng hoàn thành chúng. Hãy hướng mình vào kết quả của công việc, hãy là một nhà quản lý thời gian hiệu quả nhất. Hãy biết cách cân bằng giữa hoạt động thể xác với hoạt động trí óc hay tinh thần. Không nên nói theo quán tính câu đồng ý với tất cả mọi người hay mọi việc. Người Bồ Đào Nha có một câu nói rằng, nghĩ ra thì nhiều, làm được thì ít. 3. Biết tin tưởng vào bản thân. Hình ảnh của bản thân bạn phản ánh những điều mà người khác tin tưởng bạn dựa trên năng lực của bạn. Bạn nên tin tưởng vào những khả năng của mình. Bạn nên biết rằng tất cả mọi vấn đề đều có cách giải quyết của chúng. Hãy là người luôn tin tưởng vào bản thân mình. Không nên trông chờ người khác sẽ giải quyết công việc cho bạn. Thử thách chính bản thân sẽ giúp bạn có nhiều tiến bộ hơn là việc chỉ cạnh tranh với những người khác. Bạn phải luôn có động lực muốn làm việc. Hãy thật thiết tha với tương lai rực rỡ đang chờ bạn ở phía trước của mình. Hãy tự tạo nên những khởi đầu cho bản thân và hãy chuẩn bị tinh thần để có thể chịu đựng được những thử thách sau này trong cuộc sống. Đừng nên phân tâm chỉ vì sợ bị phê bình, bị người khác từ chối hay gặp một thất bại nào đó. Đừng e ngại rằng mình quan tâm đến quá nhiều việc. Nhà quân sự và cũng là một ngôi sao truyền hình Chuck Norris đã từng nói rằng hãy luôn nhớ rằng thành công của bạn bắt đầu từ chính bên trong con người của bạn. Nếu bạn không thể nhận ra nó thì không có một ai khác có thể nhận ra điều này được. 4. Hiểu vấn đề và biết kiên nhẫn. Bạn đang làm việc có nghĩa là bạn đang xóa đi mọi sự bực tức, cáu giận, mất kiên nhẫn, sự ích kỷ, ngu dốt, sự lười biếng, tính ghen tị, sự thù hận và những suy nghĩ tiêu cực trong cuộc sống của bạn. Bạn làm việc còn là giải thoát chính bản thân mình khỏi những định kiến cá nhân. Hãy tôn trọng quyền của những người khác. Hãy tự nhủ rằng mình không nên tham gia vào bất kỳ cuộc mâu thuẫn nào. Bạn không nên lúc nào cũng lãng phí thời gian vào việc cho rằng mình tài giỏi hơn những người khác. Vì nghĩ như thế, bạn sẽ nhanh chóng quên đi những khuyết điểm mà người khác đang mắc phải hay quên đi những việc mà họ không hoàn thành được. Làm việc sẽ giúp bạn xây dựng và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa bạn và mọi người. 100 năm trước kia, William Jennings Bryan, ứng cử viên 3 lần cho chức Tổng thống Mỹ và cũng là một nhà hùng biện, đã nói rằng đừng bao giờ lo sợ khi đứng về phía thiểu số khi mà lẽ phải thuộc về thiểu số, bởi vì một ngày kia thiểu số sẽ trở thành đa số. Nhưng phải biết sợ khi đứng về phía đa số khi mà đa số mắc sai lầm, bởi vì một ngày kia đa số sẽ trở thành thiểu số. 5. Luôn cứng cỏi. Bạn hãy đối mặt với những thử thách. Bằng việc chấp nhận và vượt qua thử thách thì bạn sẽ trở nên cứng cỏi hơn bao giờ hết. Hãy hiểu hết ý nghĩa của câu nói sau của người Đức. Nỗi sợ hãi làm cho con sói to hơn bạn tưởng. Bạn đừng nên tự tạo ra cho mình những áp lực. Bạn cũng đừng cố tỏ ra vẻ như mọi chuyện đều tuyệt cả, dù cho trên thực tế không phải như vậy. Không sợ rằng mình trông như một kẻ ngốc nghếch khi bạn đang học hỏi và tạo cho mình một tính cách cứng cỏi. Không những thế, bạn cũng không nên nói dối với chính bản thân mình hay bất cứ ai khác. Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho mọi công việc, chuẩn bị tinh thần để cống hiến hết sức mình, để bạn có thể học tập thật tốt, có thể kiếm được nhiều tiền như bạn mong muốn, để bạn luôn khỏe mạnh, để là một người con hay người cha, người mẹ có trách nhiệm và để sống một cách cao cả. Bạn phải có một cam kết thật rõ ràng, gắn liền với một tiêu chuẩn đạo đức nào đó. Bạn đừng có ý định tìm kiếm những lý do bào chữa cho mình. Những gì hơi khác thường một chút sẽ không thể làm cho bạn sợ hãi. Ernest Nin là một nhà văn người Pháp đã viết rằng: cuộc đời của một người, khó khăn hay thuận lợi, tỷ lệ thuận với sự dũng cảm của anh ta. Bạn đừng sợ tham gia vào những cuộc tranh luận mà đối lập với quan điểm của bạn. Bạn hãy tạo ra cho mình thói quen làm những việc mà người khác không thể làm. Khi cần thiết, bạn có thể thử thách lý do tại sao mình phải làm một việc gì đó, thử thách sự kiên nhẫn và tính kiềm chế của mình. Hãy chấp nhận rằng cuộc sống có thể không công bằng. Dù cho bạn có những nghi ngờ, lo sợ thì hãy cứ vứt bỏ chúng đi để tiến lên. Hiếm có ai có thể mạnh mẽ và cứng cỏi hơn Nelson Mandela, cựu tổng thống của Nam Phi. Người đã nói, bí quyết của sự thành công là biết cách chấp nhận những cái không thể, làm một việc gì đó mà thiếu đi những thứ cần thiết và biết cách chịu đựng việc thiếu đi sự thông cảm. 6. Là một tấm gương cho những người khác. Con cái bạn hay những người làm công cho bạn sẽ không phải băn khoăn giải quyết vấn đề như thế nào, mà việc duy nhất họ phải làm là quan sát cách bạn làm việc. Bạn hãy sẵn sàng để luôn là người dẫn đầu và hãy là một gương sáng cho mọi người. Lời nói của bạn có một ý nghĩa nhất định nào đó. Song, bạn không nên quá mong chờ vào sự hoàn hảo. Ngược lại, cái mà bạn phải làm là hãy tự hoàn thiện mình. Hãy là người đảm đương trách nhiệm trong mọi công việc. Bạn nên chăm chỉ, luôn kiên định và hãy là một người đáng tin cậy. Hãy luôn thể hiện sự kiên trì, sự bền bỉ của bạn. Bạn phải luôn hoàn thành những gì mà lúc đầu bạn làm. Nhờ thế mà bạn sẽ có được một ảnh hưởng nhất định với người khác, trở thành một người có sức lôi cuốn lạ kỳ và biết đưa ra những lời khuyên để giúp đỡ mọi người. Làm một tấm gương sáng sẽ đem lại cho chính bạn uy tín và sức mạnh để bạn hoàn thành tốt mọi việc của mình. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã từng nói, nhiệm vụ của một nhà lãnh đạo là đưa người dân của mình đến với những gì mà họ chưa bao giờ hưởng thụ. Ông còn nhắc nhở chúng ta rằng, lịch sử có những gì không xảy ra thì sẽ không bao giờ được viết lại. 7. Luôn có một thái độ tích cực. Bạn cần phải biết rằng mình sẽ có một tương lai tốt đẹp, bởi vì chính bạn là người kiến tạo ra tương lai ấy. Bạn hãy tự hào về cả những thay đổi nhỏ, bởi bạn biết rằng chính những thay đổi này cuối cùng đem lại cho bạn những thành công lớn. Bạn hãy biết chấp nhận một cách thực tế những phiền muộn và vấn đề rắc rối của cuộc sống. Tuy nhiên, bạn nên chọn cách giải quyết với một thái độ tích cực và đúng theo hướng của những vấn đề đó. Hãy biết cách kiềm chế thái độ của mình, biết lắng nghe những gì lương tâm bạn mách bảo. Dù cho bạn biết chắc chắn là không hề có sự đảm bảo nào, nhưng bạn vẫn cứ làm những gì mà bạn mong muốn. Cuộc sống của bạn đồng nghĩa với những gì bạn nói, bạn quan niệm. Bạn hãy hưởng thụ cuộc sống, học hỏi những điều thú vị từ sách vở, phim ảnh. Hãy tin tưởng vào bản thân mình, đừng nên cho phép nỗi nghi hoặc làm hỏng những giấc mơ của bạn. Vì thế mà bạn ưa thích những thử thách trong quá trình bạn hoàn thiện bản thân và học hỏi những điều mới lạ. Bạn hãy đón chào một ngày mới một cách tràn đầy sinh lực. Gandhi đã từng dạy học trò của mình rằng, nếu tôi tin rằng mình không thể làm được một điều gì đó, thì ý nghĩ đó sẽ khiến cho tôi không thể làm được. Nhưng khi tôi tin rằng mình có thể, thì tôi sẽ có được khả năng để thực hiện được việc ấy, dù cho lúc đầu tôi thực sự không có khả năng. Nhà viết kịch người Ireland George Bernard Shaw cũng nói, một người có đầu óc và biết được khả năng của mình, chắc chắn sẽ đánh bại người không có đầu óc và không nhận thức được năng lực của họ. 8. Biết quyết tâm. Bằng cách tự thúc đẩy bản thân mình, bạn sẽ luôn có động lực để thực hiện mọi việc mà bạn mong muốn. Luôn nhắc đi nhắc lại những quyết tâm của mình là một thói quen tốt mà bạn nên tạo ra cho mình. Hãy viết những quyết tâm ấy vào những mẩu giấy và đọc lại chúng một lần nữa. Sau đó, bạn chỉ nên chọn những quyết tâm nào mà bạn tin tưởng một cách sâu sắc rằng mình sẽ thực hiện được, và hãy thực hiện chúng ngay lập tức. Học tập theo những thành công trước đó, không ngừng hoàn thiện. Những ai dám nghĩ, dám làm mới có thể giành được chiến thắng. Hãy biết cách tránh đi những nỗi đau và tìm kiếm sự hạnh phúc. Đầu tư cho hôm nay chính là đầu tư cho ngày mai. Bạn cũng cần phải có thái độ biết ơn cần thiết. Bạn có thể làm được tất cả những gì mà bạn quyết tâm muốn khẳng định. 9. Vươn tới một sức mạnh lớn lao. Bạn xây dựng cuộc sống của mình dựa trên những gì mà bạn tin tưởng. Hãy luôn giữ một niềm tin trong mình. Đừng e sợ nói chúng với những người khác. Bạn hãy đấu tranh cho những gì là giá trị tích cực. Trong mọi việc, bạn nên luôn giữ đúng nguyên tắc xử sự của mình. Hãy cầu nguyện và suy ngẫm kỹ càng để bạn có đủ dũng khí đối mặt với những nỗi sợ hãi trong mình. Hãy cầu nguyện và suy ngẫm kỹ để bạn có sức mạnh chấp nhận, chịu đựng những khó khăn trên con đường dẫn đến thành công, để bạn có thể vượt qua chúng và giành chiến thắng. Bạn hãy phát huy những gì tốt đẹp mà bạn tìm thấy trong cuộc sống. Victor Franklin là một nhà tâm lý học nổi tiếng và cũng là người sống sót trong vụ thảm sát người Do Thái của Hitler, đã viết rằng một niềm tin yếu ớt sẽ bị những khó khăn và tai họa làm cho yếu mềm. Ngược lại, một niềm tin mãnh liệt lại được củng cố bởi chính niềm tin ấy. 10. Luôn có mong muốn giúp đỡ người khác. Bạn hãy cố gắng nhận ra những điểm tốt đẹp nhất ở con người mình cũng như ở những người khác. Khi ấy, niềm tin sẽ luôn thấm nhuần trong bạn. Bạn muốn giúp đỡ người khác hoàn thành mục tiêu của họ. Vì thế mà bạn bỏ đi sự ích kỷ trong mình. Khi ấy, bạn sẽ chẳng hề chần chờ một điều gì mà bạn lập tức giúp đỡ họ. Bạn bắt tay ngay vào công việc. Hãy bắt đầu cho bóng lăn, dẫn dắt nó và mọi người sẽ theo bạn. Hãy làm việc chăm chỉ để ngày càng tăng cường sự đoàn kết. Bạn nên chấp nhận một thực tế là chính những người cần đến sự giúp đỡ của bạn nhất lại là những người kém biết ơn bạn nhất. Một nhà cải cách Mỹ, đồng thời cũng là một nhà giáo dục, Booker Washington từng nói: "Tôi nghĩ là mình đã bắt đầu hiểu ra rằng những người hạnh phúc nhất là những người sẽ làm được nhiều điều nhất cho những người khác." Hay như nhà lãnh đạo đấu tranh giành quyền bình đẳng cho người da đen ở Mỹ, Martin Luther King đã phát biểu như sau: "Một vấn đề dai dẳng và cấp bách nhất của cuộc sống chính là bạn đã làm được gì cho những người khác." Còn Barbara Walters, một bình luận viên truyền hình Mỹ lại nói: "Xuất sắc có nghĩa là đạt được những giấc mơ cao nhất của mình. Nhưng khi có thể, bạn còn phải giúp đỡ những người khác đạt được ước mơ của họ. Thành công của cá nhân sẽ là vô nghĩa nếu như bạn không cảm thấy mình đã tác động một cách tích cực đến cuộc sống của người khác." 11. Tìm kiếm sự ủng hộ từ phía những người khác. Walt Disney đã từng nói rằng tất cả những gì bạn làm là thẳng thắn với những sự kém hiểu biết của chính mình. Bởi khi đó, bạn sẽ nhận ra ai là người sẵn lòng làm sáng tỏ vấn đề của bạn. Khi giúp đỡ người khác, bạn không nên quá tự hào về việc làm đó, bởi bạn sẽ không thể nhớ họ đã giúp đỡ bạn một vấn đề nào khác. Bạn hãy mạnh mẽ như bạn đang có một mình, bởi khi ấy bạn sẽ tự nhận ra mình không đơn độc. Là một người đáng yêu, bạn sẽ nhận được nhiều người yêu quý. Là một người hay hỏi thì bạn sẽ có nhiều người muốn được giúp đỡ bạn. Nếu bạn là một người tốt bụng thì lại có nhiều người muốn làm thay công việc cho bạn và muốn kết bạn với bạn. Còn nếu bạn là người sùng tín ngưỡng thì bạn lại đặt niềm tin của mình ở nơi Chúa Trời. Benjamin Franklin, một chính khách Mỹ, đã nhấn mạnh rằng người nào không được một ai khuyên bảo thì cũng sẽ không nhận được sự giúp đỡ nào cả. 12. luôn quyết đoán. Plato đã nói rằng khởi đầu của một công việc bao giờ cũng là phần quan trọng nhất. Bạn hãy bắt tay ngay vào công việc của mình, đừng nên chần chờ gì cả, và bạn cũng đừng ngồi một chỗ than phiền hay đợi chờ cho điều bạn mong muốn xảy ra. Nếu bạn không làm gì thì sẽ chẳng có điều gì xảy ra. Khi có vấn đề trục trặc nào đó thì nhiệm vụ của bạn là hãy bắt tay vào để giải quyết, để sửa sai. Phải luôn tập trung và biết đề ra mục tiêu của mình. Bạn hãy suy ngẫm ý nghĩa của câu tục ngữ mà người xưa vẫn hay nói: một nghề thì sống, đống nghề thì chết. Nếu bạn muốn biết cách để làm được một cái gì đó, hãy bắt tay vào ngay để học. Bạn không nên mong là sẽ có người nào đó chấp nhận tất cả những lời biện bạch lý do của bạn, mà bạn phải nhìn nhận lại thực tế và xem xét một cách kỹ lưỡng tất cả sự lựa chọn của mình. Bạn nên linh hoạt, tháo vát và sẵn sàng thích nghi với tất cả mọi việc mỗi khi cần thiết. Hãy tìm ra sự lựa chọn tốt nhất cho mình và đừng bao giờ băn khoăn về sự lựa chọn đó. Bạn cần phải tự tin vào mình. Hãy làm những gì mà bạn cho là cần phải làm. Bạn phải luôn mạnh mẽ. Mỗi khi bạn thay đổi, hãy chấp nhận những mạo hiểm của sự thay đổi đó. Khi ấy, bạn đừng nên cố tìm ra những lời biện minh hay cố đổ lỗi cho ai. Ngược lại, bạn phải thẳng thắn và chấp nhận những khó khăn và mạo hiểm. Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt đã nói rằng, trong khoảnh khắc phải đưa ra một quyết định nào đó, hãy làm những gì tốt nhất bạn có thể, đừng nên làm điều gì tồi tệ. Trong khi đó, Martin Luther King, nhà lãnh đạo cuộc đấu tranh giành quyền bình đẳng cho người da đen tại Mỹ, lại nói rằng sự dũng cảm có thể đối mặt được với những nỗi sợ hãi, và nhờ đó mà có thể làm chủ được những nỗi sợ hãi ấy. Còn nhà tư bản công nghiệp Mỹ Lee Iacocca thì từng viết là: nếu phải gói gọn trong một từ cái gì tạo nên một nhà quản lý giỏi, thì tôi xin nói đó chính là sự quyết đoán. Bạn có thể dùng một chiếc máy tính tuyệt vời nhất để tập hợp tất cả các con số, nhưng cuối cùng bạn vẫn phải lập trình cho mình một thời gian biểu và thực hiện theo nó. 13. Biết học tập, làm theo người khác. Bạn hãy tìm cho mình những hình mẫu thật xác định, cụ thể nào đó, theo và hãy thi đua với họ. Họ phải là những người mang được những tính cách mà bạn luôn ngưỡng mộ, chẳng hạn như trung thực, bình tĩnh, dũng cảm, thân thiện, hào phóng, công bằng, vui tính, duyên dáng, biết tha thứ, nhẫn nại, thông tình, nhiệt tình và có năng lực. 14. Luôn muốn tìm hiểu mọi việc. Người châu Phi có một câu tục ngữ là: không biết là xấu, không muốn biết còn tồi tệ hơn. Bạn có thể học bất cứ điều gì mà mình muốn. Hãy biết xin lời khuyên từ những người khác, biết lắng nghe theo những lời khuyên ấy. Bạn hãy quan tâm đến mọi vấn đề trong cuộc sống và muốn học hỏi được nhiều điều hơn nữa. Bạn hãy suy nghĩ thoáng một chút, vì khi ấy cuộc sống sẽ biến thành một cuộc khám phá hết sức diệu kỳ. Bạn sẽ thấy cả những thời cơ hay những cơ hội mới để mình học tập. Bạn sẽ phải mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu một việc gì đó trước khi bạn nói là mình không thể làm được nó. Trường lớp, các khóa học, các cuộc thảo luận, các buổi thuyết trình, các trang web, sách vở, băng hình hay các quyển tạp chí đều là những cơ hội tốt để bạn có thể học hỏi kiến thức. Hãy biết rằng một kẻ xanh lợi thông minh có thể đánh bại được một kẻ khỏe mạnh. Vì thế, bạn hãy không ngừng tự đặt ra các câu hỏi. Đừng sợ hãi sự thật, đừng e sợ khi bạn phải nói câu tôi không biết. Như Thủ tướng Anh Benjamin Disraeli ở thế kỷ 19 đã từng nhấn mạnh rằng kẻ ngốc chỉ thấy ngạc nhiên, còn người khôn ngoan lại biết đặt câu hỏi. Paplius Sirus, một nhà văn người La Mã, cũng nêu lên một quan điểm tương tự. Nhiều kẻ nhận lấy lời khuyên, chỉ có người khôn ngoan là biết cách tận dụng những lời khuyên ấy. Ông còn nói thêm rằng, một người khôn ngoan là một người biết tự sửa chữa bản thân từ những sai sót của người khác. 15. Thừa nhận những nỗi sợ hãi và yếu điểm của bản thân. Trên đời này, không có ai lo hoàn hảo và cũng không có ai là thật sự không có những nỗi sợ riêng của mình. Bạn hoàn toàn có thể là một người nghiêm khắc với bản thân. Hãy biết tiếp thu một số vấn đề nào đó. Khi bạn thẳng thắn thừa nhận với mình những yếu điểm của chính bạn, cũng có nghĩa là bạn đã đối mặt hay sửa chữa được ít nhất phân nửa những khuyết điểm đó. Hãy đối mặt với nỗi sợ hãi, và bằng cách này, bạn đã tự tạo cho mình một tính cách tốt. Bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều hiểm nguy khi bạn muốn nếm trải đủ mọi hương vị của cuộc sống này. Đừng e dè khi phải nói câu "Tôi xin lỗi, tôi đã sai". Eliot đã từng nói rằng một nửa những gì có hại mà con người gây ra trên thế giới này đều bởi người ta muốn có cảm giác là mình quan trọng. 16. Học từ chính những sai sót của mình. Sự khác biệt giữa những người thành công và những người khác không phải là liệu họ có phạm sai lầm nào không, mà sự khác biệt là ở chỗ họ đối mặt với những sai lầm đó như thế nào. Sẽ là một sai lầm lớn nếu bạn suy nghĩ là bạn không bao giờ được phạm một sai lầm nào cả. Bạn đừng nên hờn giận chỉ vì mọi việc không theo ý muốn của mình. Hãy xác định xem điều gì đã xảy ra và bạn có thể làm điều gì khác. Bạn nên đề ra những chiến lược hành động mới cho mình. Bạn hãy viết nên một kế hoạch mới và thử làm lại một lần nữa. Khi bạn đã tìm ra một cách nào đó để giải quyết công việc tốt hơn, thì bạn nên thực hiện luôn. Hãy nhớ những thành công mà trước đây bạn đã đạt được, bởi vì những sai sót chỉ là thi thoảng. Bạn hãy vượt lên chính những sai sót của mình. Winston Churchill đã không e sợ khi thú thật rằng hiểu từng lời mình nói ra sẽ chẳng bao giờ khiến cho tôi không thể hiểu được vấn đề của mình cả. 17. Theo đuổi những chuẩn mực cao cả. Hãy tìm ra những gì là ưu điểm nhất của bạn và làm mọi việc để có thể đạt tới mức độ cao nhất đó. Bạn hãy tự hào về chính trực, tính thành thật và niềm tin vào sự công bằng của mình. Hãy nhớ rằng nói dối sẽ chỉ dẫn đến nói dối nhiều hơn mà thôi. Vì thế, cam kết luôn làm hết khả năng của mình mà bạn đã hứa với bản thân, đem lại nhiều lợi ích cho những ai gặp gỡ và làm việc với bạn. Bạn không nên từ bỏ những nguyên tắc và tiêu chuẩn cốt lõi của cá nhân mình. Nhà văn Mỹ Helen Keller, cho dù bị mù và điếc, nhưng ông vẫn có thể phát biểu đầy cảm hứng rằng nhiều người đã có một suy nghĩ sai lầm về cái gì đã tạo nên sự hạnh phúc. Hạnh phúc không gắn liền với sự tự mãn mà gắn với sự trung thực, với những mục tiêu đáng coi trọng. 18. Luôn tốt bụng với mọi người xung quanh. Bạn hãy yêu quý tất thảy mọi người, biết nhẫn nại và biết lắng nghe, luôn mỉm cười, dịu dàng và biết thông cảm. Bạn cũng nên thoáng hơn với những thỏa thuận hợp lý. Bạn hãy biết cách giúp đỡ những người khác và tạo được sự tin cậy với họ. Luôn tôn trọng những người khác, không nên áp đặt với mọi người. Hãy biết khen ngợi những việc làm tốt hay những nỗ lực của những người xung quanh. Bạn cũng nên có một chút hài hước dí dỏm, biết thông cảm, khoan dung, thân thiện, lịch sự và cư xử đúng mực. Hãy tỏ rõ sự biết ơn của bạn với những gì tốt đẹp mà người khác làm cho bạn. Bạn nên giúp đỡ người khác mà không hề đòi hỏi hay than phiền gì. Hãy cầu mong cho người khác gặp được những điều tốt đẹp. Bạn đối xử với mọi người như thế nào sẽ nhận được sự đối xử tương tự từ họ. Luôn nhiệt tình và hơn hết là phải luôn vui vẻ. Người Nhật Bản vẫn thường nói là một lời nói tốt đẹp có thể sưởi ấm cả 3 tháng mùa đông lạnh giá. Hay như ông cha ta đã khuyên rằng, ở hiền thì gặp lành.